CNN đưa tin hôm 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện sử dụng máy bay F-16, đưa Ukraine đến gần hơn với việc sở hữu một phần khí tài quân sự mà nước này cho là cần thiết để chống lại ưu thế trên không trước Nga. Việc đào tạo trên F-16 đã bắt đầu, ông Reznikov nói với truyền thông Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng ngoài các phi công, một số kỹ sư và kỹ thuật viên Ukraine cũng đang được đào tạo. Reznikov nói rằng ông sẽ không nói ngày huấn luyện cuối cùng sẽ diễn ra khi nào, nhưng lưu ý rằng thời hạn huấn luyện tối thiểu là 6 tháng. Ông cho biết những giáo viên huấn luyện sẽ chỉ thông báo hoàn thành khóa đào tạo khi họ hài lòng rằng các phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên đã thành thạo những kỹ năng mới được trang bị. Hôm 20 tháng 8, trong chuyến thăm Hà Lan, Tổng thống Zelensky đã thông báo Kiev sắp nhận được 42 chiếc tiêm kích F-16. Hãng Reuters ngày 21 tháng 8 dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ viện trợ Ukraine 19 chiếc tiêm kích F-16. Các cam kết trên được đưa ra sau khi Washington bật đèn xanh cho Đan Mạch và Hà Lan chuyển giao cho Ukraine các tiêm kích do Mỹ sản xuất. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó tuyên bố Moscow sẽ coi các tiêm kích F-16 của phương Tây gửi đến Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Financial Times đưa tin các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng với cách Ukraine tiến hành phản công và hoài nghi về việc liệu Kiev có thể đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong năm nay hay không. Một điểm gây tranh cãi lớn giữa hai nước được cho là cách Kiev triển khai quân đội. Nhật báo của Anh cho rằng Mỹ đang thúc giục Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực ở khu vực Zaporizhia thay vì dàn trải lực lượng quá mỏng dọc theo một chiến tuyến dài. Financial Times viết các quan chức Mỹ đã khuyến khích Ukraine ít sợ rủi ro hơn và dồn toàn bộ lực lượng của mình vào trục chính của cuộc phản công ở phía Nam. Người Mỹ coi đây là lựa chọn khả thi duy nhất có khả năng mang lại cho Kiev một bước đột phá lớn bằng cách cắt đứt cây cầu trên bộ của Moscow tới Crimea. Trong khi đó, Kiev đang giữ gần một nửa lực lượng của mình ở phía đông trong nỗ lực giành lại thành phố chiến lược Bakhmut. Quân đội Ukraine được cho là sẽ sử dụng các chiến thuật điều động vũ khí kết hợp của NATO mà quân đội của họ đã được những người ủng hộ phương Tây huấn luyện. Tuy nhiên, dưới những thất bại ban đầu, các lực lượng của Kiev đã quay trở lại các chiến thuật cũ hơn, khiến các quan chức ở Washington không hài lòng. Cũng trong ngày 20 tháng 8, Washington Post tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine đang có dấu hiệu chững lại, đồng thời nói thêm rằng cơ hội của Kiev đang giảm dần trước khi điều kiện thời tiết bất lợi xuất hiện. Chuyên gia Scott Ritter, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, Ukraine đã điều lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng do lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 tinh nhuệ dẫn đầu tham gia trận chiến giành ngôi làng Rabotino của Zaporizhia. Trước đó, tại đây trên những cánh đồng bị bỏ hoang do điều kiện chiến sự, các lực lượng chiến đấu tốt nhất của Ukraine đã bị lực lượng phòng thủ Nga liên tiếp tiêu hao. Dựa trên thực tế chiến trường tại mặt trận này, rất có thể lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 của Ukraine cũng có thể chịu chung số phận. Sau khi đưa các đơn vị dự bị chiến lược cuối cùng vào toàn chiến, Ukraine không còn lực lượng quan trọng nào có sẵn để tiến hành phản công dọc theo chiến tuyến dài cả nghìn km. Trong khi đó, ở phía ngược lại, Nga vẫn duy trì một lực lượng dự bị sẵn có, gồm khoảng hơn 200.000 binh sĩ mới, được huấn luyện và trang bị tốt, sẵn sàng tham chiến. Một khi số quân này được Nga đưa vào chiến đấu, Ukraine sẽ thiếu các nguồn lực cần thiết để chống lại cuộc tấn công. Đây có thể là đỉnh điểm trong chiến dịch mà Moscow lên kế hoạch trước để đạt được kết quả khiến Ukraine sụp đổ trong khả năng duy trì chiến đấu trên bộ quy mô lớn. Quân đội Nga đã xây dựng mạng lưới bãi mìn dày đặc trong cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt để đối phó với chiến dịch phản công đang diễn ra của Kiev. Nga đã đặt mìn sâu dưới lòng đất và dựng nhiều lớp mìn nhằm phá hủy các thiết bị rà phá mìn của Ukraine. Global Gis, một tổ chức tư vấn toàn cầu, đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng khoảng 30% diện tích Ukraine, tương đương hơn 170.000 km², từng là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và sẽ cần các hoạt động rà phá bom mìn kỹ lưỡng. Theo Washington Post, sau hơn một năm chiến sự bùng phát, Ukraine trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom mìn trên lãnh thổ nhất thế giới. Diện tích lãnh thổ chứa đạn pháo, mìn bom của Ukraine ước tính rộng bằng với bang Florida của Mỹ. Ukraine đã triển khai lực lượng công binh và thiết bị do phương Tây cung cấp để rà phá bom mìn, nhưng mạng lưới phòng thủ dày đặc của Nga vẫn là thách thức lớn với nỗ lực phản công của Kiev. Báo Mỹ dẫn lời các chuyên gia cho hay lượng bom mìn ở Ukraine lớn đến mức nếu nước này có 500 đội rà phá thì phải mất 357 năm để xử lý xong số thuốc nổ còn sót lại trên lãnh thổ. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới ước tính ngân sách cho việc rà phá bom mìn ở Ukraine có thể vượt quá 37 tỷ đô Mỹ cho đến năm 2033. Dựa trên dữ liệu do chính phủ Ukraine và các tổ chức rà phá bom mìn nhân đạo thu thập, nỗ lực xử lý bom mìn của Ukraine có thể kéo dài trong nhiều thế hệ. Ngày 20 tháng 8, đại sứ Nga tại Belarus, ông Boris Ryzlov cho biết Nga sẽ coi bất cứ cuộc tấn công nào vào Belarus là hành động gây hấn với Moscow
và sử dụng mọi khả năng quân sự của nước này để đáp trả. Ông Boris Gryllov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Liên bang Nga đòi hỏi trong trường hợp như vậy phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của chúng tôi. Nga và Belarus đã tăng cường hợp tác quân sự kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hồi đầu năm nay, Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân của nước này tại Belarus theo yêu cầu của Minsk. Các quan chức Belarus đã cho rằng sở dĩ Belarus yêu cầu Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này là do lo ngại trước chính sách hiếu chiến của phương Tây đối với Belarus và mối đe dọa được từ các loại vũ khí hạt nhân mà Mỹ đang triển khai tại các nước đồng minh ở châu Âu. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup nữ 2023 sau khi đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết. Trong trận đấu này, Tây Ban Nha là những người áp đảo hoàn toàn nhà vô địch châu Âu. Đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng lại chịu lép vế bởi sự linh hoạt và cơ động của Tây Ban Nha. Chỉ sau 29 phút thi đấu, đội bóng áo đỏ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Camona. Bàn thắng giúp Tây Ban Nha chơi hưng phấn hơn và họ tiếp tục kiểm soát trận đấu cũng như tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của đội tuyển Anh. Họ thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi Hermoso đã hỏng quả phạt đền ở hiệp đấu thứ hai. Nhưng 1-0 cũng là quá đủ để Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup nữ và trở thành một trong số ít đội tuyển vừa vô địch World Cup nam vừa vô địch World Cup nữ sau Đức.